Sáng nay tại cung thể thao tỉnh Nam Định đã diễn ra kỳ thi nâng đai đổi đai cấp quốc gia khu vực 1 năm 2020. Đây là hoạt động do Liên đoàn Võ thuật Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Nam Định tổ chức đã quy tụ đông đảo các võ sư, huấn luyện viên tham gia dự thi. Trong kỳ thi nâng đai đổi đai cấp quốc gia khu vực 1 năm nay có trên 130 võ sư, huấn luyện viên các môn phái tiêu biểu như võ Lâm Mạc Gia, Thiếu Lâm Nam phái Thiếu Lâm Sơn Đông, Nam Hồng Sơn, thuộc khu vực 1, gồm các tỉnh từ Ninh Bình trở ra, các võ sư huấn luyện viên tham gia thi ở các nội dung quyền thuật và đối kháng để nâng và đổi đai từ 3 đẳng đến 7 đẳng. Thuộc cấp bậc như võ sư, chuẩn võ sư, võ sư cao cấp, kỳ thi nâng đai đổi đai các quốc gia là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện khẳng định trình độ cho các võ sư, huấn luyện viên của các tỉnh, thành phố và các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, đẳng cấp, võ thuật theo quy định của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Kỳ thi cũng là dịp nhằm tạo sự gắn kết giữa các đơn vị để phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 10.